Hello quá nhá. Em thanh lý cho các bác cái chân máy quay. Còn chân này siêu to. Đấy, phun nhôm của này chắc nó nặng tầm độ 4-5 cân. Nó bị một vài cái lỗi. Cái lỗi này thì em không có thời gian để em xử lý đâu. Thực chất là nó thiếu đồ chứ nó không phải là nó bị lỗi cái gì hết. Đấy, anh em nào rảnh rỗi xử lý cái này rất là dễ thôi nhé. Cái thời gian đi xử lý, công sức xử lý cho em thanh lý luôn. Bác nào ở nhà rảnh thì về thiết kế. Đây, nhất là chân này là phun nhôm này, không bể vỡ gì hết nhá. Kích thước thì thu gọn lại nó khoảng 80 cm, 80-85 cm gì đấy. Đây phần chân dưới của nó này, có mấy cái cục cao su này, chân chống dưới nền nhà. Đây khóa rút ra rút vào. Đấy. Thì nó bị một vài cái điểm như sau. Thứ nhất là con ốc ở đây, thiếu con ốc ở đây thì con này. Con ốc ở đây. Đấy, con ốc ở đây thực chất thì bỏ đi cũng được nhé. Bỏ đi cũng được. Thì mình sẽ dạng hết thôi. Nếu mà bỏ ốc đi thì mình sẽ dạng hết cỡ như thế này. Đấy, giống như mọi cái chân này nó chỉ có một cái nấc dạng, nó không cần cái ốc siết ở đây. Còn nếu mà mình có cái ốc siết thì mình có thể mình thu gọn lại lên như thế này rồi mình siết lại. Đấy là một. Đấy, tiếp theo cho các bác. Đây là cái đầu của nó này. Đấy, con này đúng là nó có hai cái tay cầm. Đấy, hai cái tay cầm. Một cái tay cầm là vặn vào đây là gật gù chiều này, và một cái tay cầm là bạn vào đây là chính gật gù chiều này. Đấy, thiếu hai cái tay cầm thì về các bác nào ấy thì các bác tiện gen thôi. Đấy, các bác tiện lấy con ốc nào mình xỏ vào xem nó là cái gen mấy thì mình tiện. Cái tay cầm bên ngoài thì thích thì các bác có thể tiện làm bằng chuôi gỗ hoặc có thể các bác tiện bằng chuôi sắt luôn. Đấy, cũng không sao. Đấy, con chân này mà đầy đủ 1, 2, 3 con ốc đấy thì cái chân này thì nó cũng phải tầm giá lanh quanh 1,5-2 triệu các bạn, tại vì nó cái chân to nhá, nó nặng phết đấy, khá nặng. Đấy, phải em thanh lý luôn cho nó nhanh. Thanh lý cái này cho các bác 700k các bác nhé, 700k. Đấy, về các bác tự xử lý đơn giản thôi. Cái này thì các bác về thì chủ yếu thiết kế một cái tay cầm đây thôi. Còn cái bên này thì vặn chết lại cũng được nhé. Tại vì đa phần là mình chỉ chỉnh gật gù lên một chiều thôi. Cái chiều kia không cần thiết. Đấy, cái đầu này nó có con ốc này để mà ốc gen 6 này. Để các bác lắp tất cả các loại máy quay, máy ảnh, máy chiếu hoặc kẹp điện thoại vào đây là vừa. Còn để mà kẹp củi thì cắt đi. Đây này. Cho tôi biết đấy đục phát. À, cậy cái miếng nhựa ở đây ra này, miếng gỗ phíp ở đây ra này. Để nó có hai con ốc, xoáy được cái miếng này ra. Đấy, đơn giản vậy thôi. Con ốc ở đây thì không cần thiết. Ốc này thì rất là dễ. Con ốc này rất là dễ thôi. Con ốc này ốc 8 hay ốc 10 mình vặn vừa thôi. Con ốc ấy hàn cái tai vào. Đấy. Hàn tai vào là mình vặn được ở đây luôn. Đấy, ok nhá, em thanh lý luôn cho nó nhanh. Ok các bác nhá. 700k.